Thưa quý vị, hơn chục năm trở lại đây thì showbiz Việt đã xảy ra khá nhiều những vụ lùm xùm giữa các ca sĩ, nhạc sĩ xung quanh chuyện bản quyền tác phẩm. Vẫn biết vi phạm bản quyền cũng chẳng khác gì là ăn cắp trí tuệ của người khác. Nhưng cho tới nay khi đã tham gia vào các quy định quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thì Việt Nam vẫn chưa có tòa chuyên trách và thẩm phán chuyên trách về quyền tác giả, nên các tổ chức cá nhân lại càng dè dặt khi sử dụng quyền khởi kiện tại tòa. Và câu chuyện vi phạm bản quyền âm nhạc giữa ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng đối với ca khúc Anh Thì Không thêm một lần nữa minh chứng cho sự thiếu chuyên nghiệp và nhận thức về quyền tác giả hoặc là quyền liên quan ở Việt Nam đang thực sự còn nhiều sai phạm. Tuy nhiên dù có dùng beng tới cỡ nào thì chỉ sau đó một thời gian tất cả lại rơi vào im lặng. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những sự việc nổi cộm trong vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc đã diễn ra ở tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2013, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ Trường Nhân kiện vì tội đã sử dụng ca khúc Chút Tình Phai mà không xin phép. Đây là ca khúc được vị nhạc sĩ này đăng ký bản quyền từ trước, nhưng bất ngờ lại nằm trong album Góc Khuất của Đàm Vĩnh Hưng với ghi chú tên tác giả là Trương Tuấn Huy. Tháng 3 năm 2016, ca sĩ Thu Phương bất ngờ bị ca sĩ Tuấn Hưng tố cáo đã tự ý hát ca khúc Nắm Lấy Tay Anh do Tuấn Hưng mua bản quyền từ Tú Dưa mà không được sự đồng ý của người sở hữu ca khúc. Cùng thời gian đó, nhạc sĩ ca sĩ Duy Mạnh cũng đã lên tiếng gay gắt chỉ trích ca sĩ Tuấn Hưng dùng bài hát Hãy Về Đây Bên Anh của mình để biểu diễn khắp nơi mà không xin phép tác giả. Hay ca sĩ Uyên Linh bị nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhắc nhở, thậm chí suýt nữa kiện ra tòa khi nữ ca sĩ sử dụng không xin phép ca khúc Đường Cong do anh sáng tác độc quyền cho Thu Minh. Và đỉnh điểm mới đây nhất, vụ việc ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng với ca khúc Anh Thì Không đã tiếp tục chứng minh vì sao cuộc chiến chống lại tình trạng vi phạm bản quyền ở nước ta vẫn còn là một hành trình chưa có hồi kết. Thưa quý vị, mặc dù ở Việt Nam đã thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cho biết là dù đã thành lập hơn 10 năm nay, nhưng ít có vụ việc xâm phạm bản quyền các ca khúc độc quyền nào được đưa ra giải pháp công khai, cũng như chưa khởi kiện bất kỳ tổ chức cá nhân vi phạm nào. Hoặc chúng ta cũng có Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nơi mà các nhạc sĩ có thể nói lên tiếng nói quyền lợi của mình. Và để hiểu rõ hơn câu chuyện này thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay của câu chuyện buổi sáng, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu đã dành thời gian đến với trường quay của Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay. Và thưa nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, đó là xung quanh vụ ồn ào giữa ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng thì nhiều người cho rằng việc ca sĩ Mỹ Tâm đã vi phạm bản quyền là điều chắc chắn, nhưng bên cạnh đó thì nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cũng không có cơ sở để đòi quyền tác giả, bởi vì ông cũng không hề xin phép nhạc sĩ nước ngoài là Mallory khi chuyển soạn lời Việt cho ca khúc tiếng Anh này. Nghĩa là chính nhạc sĩ Xuân Hùng cũng đã vi phạm bản quyền đối với nhạc sĩ Mallory. Ý kiến của bà vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn bạn là đã đưa tôi bắt đầu một ngày mới vào một cái vấn đề mà cũng không mấy vui, và nó cũng còn có rất nhiều những cái điều mà phức tạp. Chúng ta nói đến một trường hợp cụ thể, nhưng vấn đề ở đây là cái gì? Khi mà nó đã đặt ra như một vấn nạn, nó chính là một cái hiệu quả lớn hơn như thế. Và nếu như chúng ta muốn xét đến nguyên nhân thì chúng ta không thể đi vào những từng cái trường hợp cụ thể để mà cá nhân tôi phán xét ai đúng, ai sai và đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu. Vì vậy cho nên là nếu như đặt vấn đề này thì chúng ta phải nhìn cái toàn cảnh. Lâu nay, cái việc kế thừa, tiếp nhận những cái đã từng có, rồi bắt chước, sao chép, thậm chí chúng ta có thể dùng những cái từ mà mang tính chất vỉa hè hơn như là trôm, nhạc nhái, rồi copy. Tất cả những cái đó cùng đều để nói đến một cái câu chuyện, tức là cái hiện tượng tái sử dụng những gì đã có. Tức là ta lấy có một cái sự vô thức chuyển giao hoặc có ý thức lấy từ một cái đã từng có để đưa vào cái gọi là của mình, tức là từ chuyển từ chủ sở hữu này đến chủ sở hữu khác. Và cái câu chuyện đó ấy, thực ra nó, nếu mà ta nhìn nó đúng hay sai, nó phải bắt nguồn từ quan điểm nào và từng trường hợp cụ thể. Thí dụ,
kế thừa. Chúng ta biết âm nhạc cổ truyền tức là luôn luôn tiếp nhận từ những cái đã có. Và xưa nay những cái mà ta vẫn gọi là âm nhạc dân gian, tức là nó chủ yếu là nó sử dụng cái lòng bản đã có, cái lòng bản của trước vay may mượn của nhiều thế hệ đúc kết lại, và từ đó cái người biểu diễn, người hát, người sử dụng sau này gửi vào đó cái tâm trạng, cái tôi của chính mình. Và cái luật bản quyền, tức là cái sự bảo hộ trí tuệ sáng tạo trong sáng tác chỉ bắt đầu có khi mà âm nhạc nó bứt ra khỏi cái văn hóa truyền miệng. Và lúc đấy thì được ghi nhận bằng văn bản cụ thể, tức là có văn bản, có tác giả, có tác phẩm. Và cái việc mà đưa vào trong luật bảo vệ quyền bảo hộ sáng tạo trí tuệ nó đã được đặt ra trong âm nhạc ở nhiều nước trên thế giới cách đây độ 300 năm. Nhưng ở Việt Nam thì mới độ khoảng 10 năm gần lại đây. Vì vậy cho nên chúng ta còn thiếu rất nhiều, và mọi sự nó còn đang mông lung với cả người được bảo vệ và cả người đi bảo vệ. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ có trong cái mớ bòng bong là tại sao hiện trạng ngày nay lại có những cái việc mà khó phân xử như thế, khó mà có thể nói rằng phạm quyền hay không phạm quyền. Bởi vì nếu như ta đứng từ cái góc độ, giả sử tôi nói là trong nhạc trẻ hiện nay các bạn sử dụng những cái phần mềm đã có sẵn, tất cả những cái phối khí đã có sẵn, tiết tấu đã có sẵn, và chỉ thế viết giai điệu của mình làm sao cho nó phù hợp, thậm chí bạn chẳng cần học gì nhiều. Thế là tự nhiên bỗng dưng thành nhạc sĩ và trên mạng thì được tung hô. Thế rồi sử dụng cả một cái trào lưu mà nó nở rộ lên từ 2012 đến 2014, tức là ta gọi là mashup đấy. Nó giống như một nồi lẩu, bạn cấu chỗ này một tí, cấu chỗ kia tí, có khi độ 5-7 bài hát, có khi 30 bài hát, và bạn được tung hô là thiên tài âm nhạc. Đấy là cái gì? Đấy là một cái sự khuyến khích sử dụng, thậm chí lạm dụng bản quyền của những người đã có trước. Thế thì việc sử dụng này được đánh giá như thế nào? Thế rồi chúng ta sử dụng âm nhạc dân gian của những tác giả không có gọi là vô danh đấy, thì chúng ta sử dụng thoải mái, thậm chí 100% lấy và ta chỉ cần phối khí lại để ta gọi là nhạc cải biên. Đấy cũng là sử dụng của trí tuệ đã có sẵn trong dân gian. Thế thì khi mà ta sử dụng của cái gì có tên tác giả thì là ta phạm lỗi. Và luật chưa quy định là bao nhiêu phần trăm giống nhau thì là ăn cắp. Thế nhưng khi ta sử dụng âm nhạc dân gian cổ truyền, thậm chí còn không đề là lấy từ đâu, nghe cứ na ná như là một bài hát đã từng có trong dân gian, thì cái việc đó, một, giả sử như lấy toàn bộ 100% thì cũng vẫn được khuyến khích là đấy là mang bản sắc dân tộc chẳng hạn. Vâng, rất rõ đấy, ràng thì câu chuyện không nó như thế. Vâng. Thì bạn thử nghĩ xem trong cái trường hợp cụ thể, thí dụ chúng ta bảo vệ ở đây, chúng ta mới nói là bảo vệ trong sáng tác thôi, thế còn trong sáng tác ở đây là nhạc sĩ sáng tác, thế còn cái vấn đề lời ca, tác giả thơ mà thấy người ta phối bài hát thơ của mình thành bài hát, nghĩa là chắc cánh cho nó bay chẳng hạn, sung sướng quá, không giả tuyển nhuận bút của lời ca cũng vẫn thấy ok, không sao. Vâng, trước một thực trạng như vậy thì lâu nay khi mà quyền tác giả bị xâm phạm thì người ta thường nhắc nhiều tới Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Vậy thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam hay là Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Âm nhạc Hà Nội có vai trò như thế nào khi mà quyền tác giả bị xâm phạm thưa bà? Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ cách đây 10 năm là đã thành lập trung tâm bản quyền. Và trung tâm bản quyền ấy trực thuộc Hội Nhạc sĩ, thực ra theo như chúng tôi nghĩ là lúc ban đầu nó có vẻ hợp lý, nhưng bây giờ nó phải là một đơn vị, nó mang một cái ý nghĩa khác với một cái điều kiện mà yêu cầu vai trò và trọng trách của nó hiện nay. Nó phải không chỉ là thu nhuận bút thù lao của những cái tác phẩm được sử dụng, mà nó phải bảo vệ cái quyền của những người sáng tạo. Và muốn bảo vệ cái quyền người sáng tạo như vậy thì cái vai trò của nó rất là lớn. Nó không chỉ là một cái trung tâm chuyên trách về cái việc đấy một cách chung chung như chúng ta vẫn hiểu như ngày nay, mà nó phải có luật pháp, nó phải có quy định. Và muốn quy định tất cả những cái đó thì cái việc này nó rất là phức tạp đối với một đất nước còn quá trẻ trong cái lĩnh vực này. Và chúng ta phải học hỏi ở bên ngoài rất là nhiều. Nhưng trước tiên để mà hành luật thì phải có luật kín nhẽ đã.
Mà cái điều đấy, trước tiên những cái người mà hiểu để làm cái công việc đó phải là những luật sư, phải là những người hiểu để mà xác định những cái văn bản. Nhưng luật sư mà không hiểu âm nhạc thì cũng vẫn không thể nào ký nhẽ. Vì vậy cho nên những nhà lý luận, tức là ta nói là làm sao những người đấy phải là hai trong một, vừa hiểu về luật và vừa hiểu về âm nhạc. Tức là hai trong một, nhưng ở nước ta chắc không có những người như vậy. Cho nên những người làm luật, làm về trung tâm bản quyền ở đây vẫn chủ yếu là sự kết hợp giữa các nhạc sĩ sáng tác với những người mà biết về luật pháp. Và chúng ta mới là đang cố gắng để thực hiện hai như một thôi, chứ chưa có những nhân vật hai trong một để mà có thể đảm bảo được hết tất cả hiệu quả những cái công việc mà bạn vừa nói đến. Cũng về khía cạnh luật pháp thì bên cạnh đó có một số ý kiến cho rằng là hiện nay những vi phạm bản quyền diễn ra tràn lan là bởi vì chúng ta thiếu một giải pháp đồng bộ về mặt luật pháp để đòi hỏi người sáng tác cũng như là người sử dụng ca khúc đều phải nghiêm túc để tuân thủ, hay nói cách khác là chúng ta thiếu cơ chế vận hành một cách nghiêm túc. Chính xác đấy, tôi vừa nói muốn có cơ chế vận hành phải có luật đã. Và khi mà bạn có luật rồi thì cứ chiều theo luật mà làm. Nhưng trong âm nhạc cái việc đó không dễ dàng một chút nào. Bao nhiêu phần trăm là phạm luật và bao nhiêu phần trăm là không được. Thế rồi trong trường hợp cụ thể của Mỹ Tâm với tác giả đặt lời thì cũng phải có một cái cụ thể tìm ra là bạn phạm luật đến đâu và cái việc giải quyết nó như thế nào. Ở đây chưa nói đến chuyện thắng thua. Ta chỉ nói rằng cái việc ấy nó từ đâu mà dẫn đến. Sâu xa hơn nhiều cái điều mà bạn muốn nói, cụ thể là cái ngọn là bảo vệ luật bản quyền trí tuệ. Chúng ta phải nói đến ngay từ cái bắt nguồn, muốn giải quyết thì phải giải quyết từ cái bắt nguồn. Đấy chính là giáo dục và đào tạo. Chúng ta dạy những thế hệ từ nhỏ phải biết tôn trọng. Thứ nhất là tôn trọng chính mình, tôn trọng những cái sáng tạo của người khác. Tức là ở đây nó liên quan đến việc phương pháp dạy. Các em bé dạy được học như thế nào? Theo cái văn mẫu, theo giản ý cho trước, học như một con vẹt. Rồi đến cái khi các nhà lý luận, tức là những người mà sau này có thể tham gia vào chuyện mà bảo vệ bản quyền, thì được đào tạo ra sao? Cũng khuyến khích chuyện là cóp nhặt chỗ này một tí, cóp nhặt chỗ kia một tí vào trong luận văn, vào trong tiểu luận. Tức là bạn được bật đèn xanh cho cái việc đạo văn trong âm nhạc. Thế rồi đến khi ra đời, bạn sẽ lúng túng, bởi vì chính bạn được đào tạo như vậy, bạn sẽ lại phải làm cái người thổi còi cho cái việc bật đèn đỏ trong những cái vi phạm bản quyền. Bạn có làm nổi được điều đấy không? Đấy là một cái vấn đề sâu xa hơn nhiều mà nó sẽ cần phải có sự phối hợp, không phải chỉ đối với hội nhạc sĩ hay một hội âm nhạc cấp thành phố hay địa phương nào. Cái đấy không một hội nào giải quyết được, mà phải đồng bộ chung tất cả các ngành giáo dục đào tạo, và cái chính là cái ý thức công dân của mỗi người. Thưa nhà phê bình lý luận âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, có một ý kiến như thế này. Chúng ta đang nói rất là nhiều về những cái nguyên nhân vì sao mà lại xảy ra cái tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc nhiều đến như vậy. Và có một cái lời nhận xét đó là khán giả của chúng ta hiện nay, chính vì cái nguyên nhân đó mà nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng đối với khán giả. Khán giả chúng ta hiện nay cũng đang có một cái thói quen, đó là họ quá dễ dãi trong cái việc tiếp nhận âm nhạc. Họ có thể chỉ cần nghe những cái gì mới, độc lạ, và họ cũng không hề quan tâm xem là tác phẩm đó có nguồn gốc từ đâu, nó có vấn đề vi phạm bản quyền hay không. Và thậm chí là nhiều khi chính thái độ của khán giả lại cũng làm góp phần cổ suý cho cái việc này nó tăng lên. Ý kiến của bà thì như thế nào về vấn đề này ạ? Chúng ta đang nói ở đây là vẫn liên quan đến nhạc giải trí. Chủ yếu là nhạc giải trí, bởi vì nó có công chúng. Và ta đổ lỗi cho cái việc công chúng tạo thêm cái việc mà quên đi tất cả những cái mà thuộc về luật pháp, cốt để sao để có danh tiếng. Nhưng thực tế ra nó vẫn là, như tôi đã nói lúc nãy, nó vẫn là một cái nền giáo dục chung. Khi mà từ bé người ta đã phải tôn trọng, tức là tôn trọng tất cả những cái gì mà đã đặt ra là luật, thì đương nhiên công chúng, cái dân trí công chúng cũng sẽ cao lên. Và trong cái việc mà giải trí nó cũng ở một mức độ cao lên. Và khi mà người ta được tiếp xúc với nền âm nhạc một cách gọi là đầy đủ, thì người ta sẽ nhận ra là cái này giống cái nào. Ở đây tôi cũng muốn nói rằng vấn đề nó còn không phải chỉ đơn thuần nhạc giải trí. Đây các bạn nhắc đến bể nổi, chúng ta còn cả một cái nền âm nhạc chuyên nghiệp mà nó cũng mắc những cái lỗi như vậy, nó cũng mông lung như vậy.
nó cũng khó hiểu như vậy. Thế muốn gỡ, gỡ thì phải gỡ đồng bộ, nhất là những cái chương trình quảng bá về pháp luật hay là về âm nhạc, về trí tuệ như các bạn làm hôm nay. Không phải một ngày, mà một ngày hai trong một vài phút buổi sáng như thế này, mà chúng ta sẽ phải có cả một quá trình và phải đi sâu vào từng lĩnh vực âm nhạc. Và cái đấy nó sẽ giúp công chúng hiểu một cách cụ thể hơn. Và chính những người làm nghề âm nhạc trong giới nhạc chuyên nghiệp và những người mà tham gia trong showbiz hay là những cái âm nhạc mà mang tính chất giải trí thì người ta cũng phải có ý thức hơn. Và cái ý thức ý chính là mỗi một người tự làm sao tôn trọng mình thì sẽ gọi là làm những cái gì để cho chính bản thân mình tự cái tâm mình xuất phát từ cảm xúc, từ tâm, chứ không phải vay mượn cái này, vay mượn cái kia để cốt sao để nổi tiếng. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu đã tới với trường quay Cuộc Sống 24 giờ buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thực ra thì bảo vệ lợi ích cho nhạc sĩ hay là nghệ sĩ thì cũng nhằm mục đích là bảo vệ lợi ích chung cho cộng đồng. Bởi tái tạo sức lao động của những người làm nghệ thuật sẽ giúp họ có khả năng sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, vấn đề bản quyền trước giờ vẫn chỉ được bàn đến với tư cách là vì lợi ích của cá nhân những người làm nghệ thuật. Mong rằng là câu chuyện vi phạm bản quyền dần dần ít xảy ra với một cơ chế vận hành luật pháp, luật tác quyền chuyên nghiệp hơn.